Chiêm Tinh đọc vị quang hải, lý giải tính đào hoa, cả thèm chóng chán và hồ sơ tình ái liên tục có những vết sẹo gây sốc. Hiện tại, trên khắp các diễn đàn mạng xã hội đang dần dần thông tin quang hải bị hacker tấn công và để lộ tin nhắn riêng tư. Bỏ qua chuyện người người bức xúc vì nam cầu thủ bị xâm phạm quyền riêng tư, thì loạt tin nhắn quang hải tham khảo ý kiến quân sư và đưa ra những bình luận thiếu tế nhị khi nói về phụ nữ cũng khiến dân tình tò mò. Nói về Quang Hải, ngoài những bàn thắng khiến anh trở thành người hùng, thì người ta vẫn hay đính kèm cụm từ nam cầu thủ đào hoa, mỗi lần nhắc về đời tư của chàng trai sinh năm 1997 này. Bỏ qua những yếu tố khách quan thì chính việc sinh ra dưới chòm sao Bạch Dương cũng đã tác động không nhỏ đến tính cách đào hoa của Quang Hải. Theo các nghiên cứu Chiêm Tinh, những người nam sinh ra dưới cung hoàng đạo Bạch Dương thường có cá tính mạnh, quyết tâm cao trong công việc, nhưng chuyện tình cảm thường có lập trường không kiên định và rất đào hoa. Quang Hải quả thật là một người như thế, nam cầu thủ luôn biết cách làm chủ tình hình, quyết tâm cao trên sân cỏ. Có thể thấy, các cú dứt điểm của Quang Hải đều mang tính kỹ thuật và bài bản, anh cũng thường xuyên khiến người hâm mộ bóng đá mãn nhãn, với những pha ghi bàn không thể đẹp hơn. Chính sự thành công quá sớm đã khiến Quang Hải tậu được một khối tài sản khủng khi còn rất trẻ. Cũng vì điều này cùng với bản tính tự mãn, tò mò của những người cùng Bạch Dương đã khiến Quang Hải vướng phải loạt ồn ào không đáng có. Tình yêu phải đi liền với vật chất, đó chính là quan điểm trong tình yêu của những người có cung hoàng đạo như Quang Hải. Có lẽ, cũng vì suy nghĩ này đã khiến anh bị gán thành chủ nhân của câu nói dùng để cưa cẩm, gái xinh đang viral khắp các mạng xã hội, cho ngồi một vòng Hà Nội trên con mạch thì đứa nào trẻ yêu. Trên thực tế, câu nói này vẫn chưa được chính chủ xác nhận là thật hay giả. Sự thành công quá sớm đã khiến Quang Hải ít nhiều bị tự mãn, và tự cho bản thân là người hùng trên sân có lẫn cuộc sống. Theo Chiêm Tinh, Quang Hải thuộc cung mặt trăng song tử, cho thấy nét tính cách rất ham tìm hiểu cái mới, cái lạ nhưng lại không có nhu cầu gắn bó lâu dài trong bất kỳ cuộc tình nào. Khi yêu nhau, người cùng Bạch Dương sẵn sàng hết lòng chiều chuộng, thể hiện tình yêu và thậm chí đứng ra bênh vực để nửa kia, cảm giác họ đang là ưu tiên số một. Những người ở cung này như Quang Hải lại có bản tính cả thèm chóng chán, đôi khi đang nắm tay cô A đã nghĩ đến chuyện cưa cẩm cô B. Theo những nghiên cứu Chiêm Tinh, người cùng Bạch Dương nhưng có góc mặt trăng song tử ham tò mò, chinh phục cái mới, nhưng lại không muốn đóng khung hay trói buộc bản thân trong một mối quan hệ nhất định. Những ai theo dõi Quang Hải và thuộc lòng tính trường của anh chàng cũng thấy rõ điều này. Không chỉ thế, Bạch Dương rất ghét sự phản bội hoặc bị người khác lợi dụng sau lưng. Trong tình yêu, những người cùng Bạch Dương hay đưa ra những nguyên tắc nhất định, luôn soi tất tần tật ai kia trước khi quyết định tìm hiểu. Chính điều này đã khiến Quang Hải tìm hiểu 7749 chi tiết trước khi bắt đầu thả tim, hay ấn follow một cô gái nào đó, và anh sẵn sàng tung chiêu khi thời cơ chín muồi. Người cùng Bạch Dương như Quang Hải yêu ngông, nhưng không phải cái ngông cuồng khiến cho người con gái bên cạnh cảm thấy hạnh phúc, mà đây là cái ngông, khám phá cái lạ, cái ngông chinh phục để chứng minh đẳng cấp bản thân. Người ta hay thương và gọi tên nhiệt lệ như một thói quen khi Quang Hải dính lùm xùm tình ái, từ khi yêu nhau cho đến khi chia tay vẫn thế. Không tin thì cứ xem, hôm nay Quang Hải công khai bạn gái mới, ngày mai Nhật Lê đăng ảnh trắng đen kèm một câu tâm trạng vu vơ, thì lập tức sẽ bị nói là cô đang ẩn ý ám chỉ ai kia. Hôm nay Quang Hải lộ tin nhắn yêu đương, ngày mai Nhật Lê đăng ảnh tươi cười hạnh phúc, cũng sẽ bị nhắc đến và đi kèm cụm từ. Động thái của Nhật Lê giữa lúc Quang Hải lộ tin nhắn, hoặc người yêu cũ Quang Hải có phản ứng gì? ABC, CZ câu chuyện liên quan. Tuy nhiên, Quang Hải lại tâm lý khi sẵn sàng đứng ra bảo vệ Nhật Lê dù đã chia tay, anh còn có hành động tử tế khi tặng hoa để kết thúc mối quan hệ. Đây cũng là một trong những tính cách của nam Bạch Dương giúp họ cưa cẩm, 10 cô thì đến 9 cô phải ngã. Vì thế, dù chia tay, Nhật Lê cũng rất hiếm hoi nhắc về tình cũ hoặc có phản ứng bức xúc mỗi lần Quang Hải vướng lùm xùm tình ái. Mặc dù đã chia tay, tuy nhiên hễ Quang Hải vướng lùm xùm tình ái, Nhật Lê lại bị gọi tên. Ngoài mối tình năm 17 tuổi, cuộc sống của Huỳnh Anh người yêu hiện tại của Quang Hải cũng không êm đềm mấy. Được công khai cho cả thế giới biết cả hai đang yêu nhau, ai vui thì vui, ai sướng thì sướng, chứ nhìn Huỳnh Anh chỉ thấy khủng hoảng và áp lực. Không biết sau vài tháng được biết đến là bạn gái của nam cầu thủ nổi danh, Huỳnh Anh có mệt không? Cô có cảm thấy đau đầu khi mỗi ngày phải đối diện với hàng trăm, hàng nghìn bình luận tấn công từ những người chưa một lần gặp gỡ hay tiếp xúc ngoài đời? Cũng như đối với Nhật Lê, Quang Hải cũng rất biết cách an ủi và động viên bạn gái hiện tại. Bản tính của những người cung Bạch Dương là thế, họ dùng sự vui vẻ, lạc quan và năng lượng để chinh phục đối phương. Bằng chứng là dù vừa trải qua một trận đấu dài 90 phút trên sân cỏ, nhưng Quang Hải vẫn sẵn sàng thay áo đôi, tươi cười hạnh phúc để chụp ảnh cùng bạn gái. Tuy nhiên, dù đã cho Huỳnh Anh ra mắt gia đình hai lần, Quang Hải cũng không có bất kỳ tín hiệu nào để thông báo đây sẽ là cuộc tình cuối cùng, bởi đó là một trong những đặc trưng trong tính cách nam Bạch Dương.
Người sinh ra dưới chiêm tinh như Quang Hải không thích bị trói buộc và cam kết, vì thế không thể ép họ nghĩ đến những chuyện xa hơn trong tương lai. Huỳnh Anh nên buồn hay vui khi chiến thắng cuộc tuyển chọn của Quang Hải? Quang Hải tâm lý, Quang Hải khôn ngoan, Quang Hải cuồng nhiệt khi yêu, nhưng thật tuyệt nếu như nam cầu thủ đình đám cuối cùng có thể dành chọn tấm chân tình, gắn bó với một cô gái duy nhất. Nhấn nút subscribe để luôn nhận được những tin mới nhất.